Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2019, đến với bản tin Hoạt Hình Đốn hôm nay gồm có tin tài liệu với Minh Thúy và bản tin đặc biệt. Để mở đầu, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Lockheed Martin đã công bố vào hôm thứ Ba, 29 tháng Giêng 2019, về nỗ lực hợp tác của Javelin và Raytheon cho đơn đặt hàng 2.100 hỏa tiễn Javelin được hợp đồng và sẽ bắt đầu giao hàng vào năm 2020 sau 21 lần thử nghiệm thành công. Hỏa tiễn FGM-148 Javelin của Mỹ được coi là vũ khí sát thủ tiêu diệt xe tăng, một trong số những hỏa tiễn nguy hiểm nhất, kinh hoàng nhất thế giới bằng kiểu tấn công bất ngờ, đủ sức đánh bại nhiều loại hỏa tiễn hiện đại. Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng với tính năng lượng chiến đấu đỉnh cao của mình, Javelin có thể hạ gục ngay cả xe tăng T-90, T-14 của Nga. Hỏa tiễn FGM-148 Javelin có thể thay thế hỏa tiễn chống xe tăng M-47 Dragon. Có đầu đạn đa năng tiên tiến là loại hỏa tiễn cầm tay Fire and Forget, được thiết kế để cung cấp hỗ trợ hoạt động cho các binh sĩ quân đội Hoa Kỳ và thủy quân lục chiến Hoa Kỳ thành công vượt trội và sẵn sàng chiến thuật hành quân. Là loại vũ khí quân sự chống xe tăng vác vai của Mỹ, thuộc loại hỏa tiễn tự dẫn đến mục tiêu, nghĩa là các thông số về mục tiêu sẽ được nạp vào hỏa tiễn thông qua hệ thống tìm kiếm và chỉ thị mục tiêu tích hợp sẵn trên ống phóng. Sau khi phóng đi thì hỏa tiễn sẽ sử dụng đầu dò hồng ngoại tuyến để tự động bám theo mục tiêu mà không cần sự can thiệp hay hướng dẫn thêm của người phóng. Ngoài kiểu tấn công vào các xe tăng thiết giáp, thực hiện nhiều hình thức tấn công theo kiểu đột nóc và nó có thể tấn công trực tiếp bằng cách bắn thẳng vào các tòa nhà hay các căn cứ quân sự. Nhờ hệ thống Fire and Forget này, đội bắn có thể thay đổi vị trí ngay khi hỏa tiễn được phóng đi hoặc chuẩn bị bắn vào mục tiêu tiếp theo trong khi hỏa tiễn đầu tiên vẫn còn trên không. Hỏa tiễn thường được mang theo bởi một đội 2 người, gồm một xạ thủ và một người mang đạn dược. Mặc dù nó có thể được bắn chỉ với một người nếu cần thiết, hoặc cũng có thể gắn ở trên các trực thăng tấn công. Trong khi xạ thủ nhắm và bắn hỏa tiễn, thì người mang đạn sẽ dò xét các mục tiêu tiềm năng, theo dõi các mối đe dọa như là xe và quân địch, nhằm bảo đảm nhân viên và chướng ngại vật không bị nổ ở phía sau lưng hỏa tiễn. Kỹ thuật dẫn đường chính xác cũng như là khả năng tấn công đột nóc, độc đáo khiến cho Javelin và hỏa tiễn độc đáo diệt xe tăng không đối thủ hiện nay. Hỏa tiễn FGM-148 có trọng lượng rất nhẹ so với các hỏa tiễn cùng loại. Xạ thủ có thể bắn và di chuyển ngay sau đó vì hỏa tiễn được trang bị máy dò tìm hình ảnh hồng ngoại tuyến sẽ tự tìm đến mục tiêu, như vậy sẽ hạn chế tối đa khả năng bị lộ vị trí và phản pháo của đối phương. Nó có thể đạt độ cao là 150 m ở mục tiêu tấn công ở trên cao và 60 m với mục tiêu bắn trực tiếp. Đầu đạn song song của hỏa tiễn Javelin là loại HEAT, có khả năng đánh bại các xe tăng hiện đại bằng cách tấn công chúng từ ở trên cao với lớp giáp mỏng, và cũng hữu ích chống lại các công trình quân sự trong cuộc tấn công trực tiếp. Hỏa tiễn này sử dụng tích điện để tạo ra một dòng kim loại biến dạng rất dẻo, tạo một dòng hạt hẹp vận tốc cao có thể xuyên qua lớp thép. Mỗi hỏa tiễn mang theo 2 tích điện hình, nơi tập trung công hiệu năng lượng chất nổ, một để kích nổ vỏ sắt phản ứng và một đầu đạn chính để xuyên qua lớp sắt. Hỏa tiễn được phóng ra từ bệ phóng để nó có thể đạt được khoảng cách an toàn cho người điều khiển trước khi động cơ hỏa tiễn chính thức bốc cháy. Hỏa tiễn này được kết hợp kỹ nghệ tích điện hình với thế hệ mới nhất, có thể đánh bại các thiết bị bọc thép tiên tiến hiện nay và tương lai. Những nỗ lực được tài trợ đang được tiến hành để phát triển đơn vị phóng hạng nhẹ và hỏa tiễn model FGM-148J hiệu suất cao hơn mà Lockheed được gọi là nỗ lực cải thiện hiệu suất hệ thống, trong khi giảm trọng lượng và giảm chi phí hệ thống. Kể từ khi được biết đến lần đầu tiên vào năm 1996, đã có hơn 45.000 hỏa tiễn Javelin được sản xuất. Hiện hỏa tiễn FGM-148 Javelin được coi là hỏa tiễn đáng sợ nhất thế giới khi tổng hợp tất cả các tham số. Tuy thế,
Nhược điểm lớn nhất của nó là giá cả rất đắt, lên tới 120.000 Mỹ Kim cho một quả hỏa tiễn. Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành cải thiện những đặc điểm kỹ năng chiến thuật mới của FGM-148F nằm ở đầu đạn đa năng, cùng với sự khác biệt hỏa tiễn phiên bản mới vẫn giữ được khả năng tiêu diệt xe tăng, thiết giáp hạng nặng, hoặc là sự khác biệt về đầu đạn hỏa tiễn FGM-148F có khối lượng nhẹ hơn so với các phiên bản trước đây. Công ty Javelin Joint Venture cho biết đây không phải là lần đầu tiên chương trình cải thiện hỏa tiễn FGM-148F được Mỹ công khai. Tuy nhiên, chương trình cải thiện này bị gián đoạn hồi năm 2016 do xuất hiện vấn đề với đầu đạn hỏa tiễn. Nguồn tin cho biết là chương trình hiện đại hóa Javelin sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn. Phiên bản FGM-148F là sản phẩm của giai đoạn phát triển vòng xoáy thứ 2. Giai đoạn 3 và 4, các nhà sản xuất sẽ tiếp tục giảm trọng lượng và giá thành. Ngay trước khi kế hoạch cải thiện Javelin được Mỹ tái khởi động theo Sputnik, Lithuania đã quyết định chi 55 triệu Mỹ Kim mua 220 phiên bản mạnh nhất của hỏa tiễn Javelin và 74 bệ phóng từ Mỹ. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết là hiện nay thỏa thuận mua bán hỏa tiễn Javelin đã nhận được chấp thuận từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Theo Defense News, thương vụ trên được đưa ra sau khi Quốc hội Lithuania thông qua chi tiêu ngân sách quốc phòng trị giá 628 triệu Mỹ Kim hồi cuối năm 2016. Cùng với quyết định mua Javelin của Lithuania và cuộc tập trận quy mô lớn của Estonia sử dụng hỏa tiễn chống xe tăng Javelin. Thông tin về cuộc tập trận này được cơ quan báo chí của khối NATO xác nhận. Lực lượng vũ trang Estonia đã phá hủy hàng loạt mục tiêu giả định là xe tăng thiết giáp đối phương bằng hỏa tiễn chống xe tăng FGM-148 Javelin. Cùng thương vụ và tập trận với Javelin, Mỹ đang từng bước đưa hệ thống vũ khí chống xe tăng hiện đại nhất của mình trên mọi chiến trường. Hỏa tiễn đã được sử dụng rộng rãi ở Iraq và Afghanistan trong hơn 5.000 cuộc giao chiến được thực hiện bởi các lực lượng liên quân và Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong chương trình phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin tạm ngưng trong giây lát. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo. Kính mời quý Phật tử và quý đồng hương tham dự lễ hội Quán Âm lần thứ 2 và hội chợ ẩm thực chay sẽ được tổ chức vào cuối tuần 30 và 31 tháng 3 năm 2019 tại Chùa Giác Sơn. Địa chỉ số 11801 Laurel Bowie Road, Laurel, Maryland 20708. Đặc biệt có khách mời Sư Cô Thích Nữ Liên Hoa và Sư Cô Thích Nữ Ngọc Liên, tức Hoa Hậu Bích Liên trước kia, cùng các ca sĩ vùng Hoa Thịnh Đốn. Mọi chi tiết xin liên lạc Chùa Giác Sơn. Email giacsontemple@gmail.com. Điện thoại số 240-360-7454. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự buổi dạ tiệc, dạ vũ gây quỹ truyền thông Xuân Quê Hương do VATV và SPTNDC thực hiện vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 14 tháng 4 năm 2019 tại nhà hàng Harvest Moon, 7260 Arlington Boulevard, Fortress, Virginia 22042, với sự góp mặt của danh ca Y Phương cùng ca sĩ Ngọc Thúy, Như Hương, Vân Anh, Bạch Cúc và Thanh Trang. Với sự bảo trợ của nhà hàng Present, điện thoại số 703-531-1881, nhà hàng Sài Gòn 1975, điện thoại số 703-992-8128, nhà hàng Nha Trang, điện thoại số 703-534-1657, Nova Pharmacy, điện thoại số 703-538-5555, Kim Phụng Bakery, điện thoại số 703-534-4525, Brother Auto Services, điện thoại số 703-204-1233, Thanh Sơn Thôn Phu, điện thoại số 703-534-1202, Hoa Thịnh Đốn Việt Báo, điện thoại số 703-339-9852, Bánh Mì Ba Lẹ, điện thoại số 703-876-9062, Emerson Exley Accounting Tax and Payroll Services Incorporation, điện thoại số 703-237-5404. Mọi chi tiết xin liên lạc Ung Kim Lâm 703-307-5001, Nam Anh 202-999-6075,
Minh Thúy 703-485-6392.